Xin chào toàn thể anh em đã trở lại với video tiếp theo của mình nha. Rồi, kính chúc anh em ngày mới vui vẻ đã. Cho tiếng game cái anh em ơi. Ok thì mình sẽ mở một cái giường này anh em nhé. Một băng, không có epic anh em ạ, không có epic. Ok, giờ chúng ta mở tiếp cái giường này xem có gì không nào. Không có epic anh em, không có epic, buồn quá. Rồi, chúng ta sẽ phải mở cái giường này. Có kim cương anh em ạ, nhưng mà không có epic, thế mới buồn đời không chứ. Trời ơi bạn này, mình định đôn cho Sky Blue này đôn thôi. Đó. Ok, mình sẽ đánh nhiệm vụ không mana anh em nhá. Thì hiện tại mình đang cày rồng anh em ạ. Đây anh em mình thấy rồng của mình 2/5 rồi. Còn 3 mảnh nữa thôi là mình sẽ được con rồng anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ đánh những rồng anh em nhá. Những bạn nào đang xem video của mình, các bạn nhớ cho mình một like, một subscribe và một lượt chia sẻ giúp mình nha anh em nhé. Và các bạn cứ ấy thoải mái nhá. Chịu rồi, ghê quá anh em ơi. Vườn đấy, nó hút linh hồn của bạn đấy kia các bạn. Ui da, mình phải giết con này. Rồi, cú linh hồn chưa chết, chết rồi anh em ơi. Ok, như vậy là ngon ăn rồi. Bán này mở đầu mình khá thuận lợi anh em ơi. Rất là thuận lợi, không còn gì nữa đâu mà chê nữa. Này anh em thấy chưa? Này, dòng chết bằng dòng. Ui dồi ôi. Ui kìa, nó quá mạnh anh em ạ. Hay quá ạ. Như vậy ván mở đầu chúng ta đã giành chiến thắng anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn. Những bạn nào mà không được vào clan mình mà không có nghĩa là các bạn kiểu không thấy để vào bạn, thì các bạn có thể liên hệ với số Zalo của mình anh em nhé, 0356220311, để được tư vấn và mình kéo các bạn về clan của mình nhé. Đó, clan mình là đào tạo những bạn trẻ, những bạn mới chơi nhé. Còn những bạn nào mạnh quá thì các bạn có thể ở clan mình, không thì các bạn có thể ở sang những clan khác. Có rất nhiều clan mạnh cho người khác nha anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta mở. Rồi, được 10 thẻ băng anh em ơi, quá tuyệt vời luôn ạ. Nào, ai cần băng không nào, donate băng cho anh em luôn. Đây, thẻ băng anh em ơi. Băng đây. 19/2 thẻ này, nâng cấp 40 chu anh em ạ. Khóa lên level 2 luôn. Đó. Rồi, giờ mình sẽ mở cái dương chiến thắng này xem có gì không anh em ơi. Vâng, được 4 kim cương em ạ, và được có tí vàng anh em ơi. Tháo nhân thạch tiếp, tuyệt vời anh em ơi. Đó. Ok, giờ mình sẽ đi đánh cúp anh em. Đánh cúp. Quân này vẫn chưa có rồng anh em ạ, lên đánh nó. Đánh vẹn nó hơi buồn đời. Rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta tập trung vào đánh cúp anh em ơi. Nếu video có gì hơi ồn các bạn thông cảm giúp mình nhé. Bởi vì chỗ mình hơi ồn anh em ạ. Đó, KKK này sao bạn này quen với mình, tưởng là đồng minh của mình nữa mà gặp nhau thì bằng nhau ấy anh em ạ. Hello nha anh em. Mình sẽ đôn xóa ID này anh em ơi. Mình ra vượng hoàng anh em. Rồi, bạn này ra ngay đấy. Rồi, bằng nhau anh em ơi. Thế này thì bằng nhau tất tần tật rồi. Bởi vì biết con nào bạn ấy, bạn ấy lại anh em ạ. Bạn ấy hồi sinh luôn. Nên bằng nhau tất. Anh em cứ từ từ nha. Đợi chúng mình giết con phượng hoàng anh em ơi. Giết tiếp quả chúng mình sẽ giết quả hồi sinh anh em nhé. Cam chuẩn luôn anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa, mình sẽ cam thắng được chuẩn. Rồi bạn này thì bạn này đỡ kiểu gì. Bạn này khả năng thua thế rồi anh em ơi. Đỡ kiểu gì bây giờ nữa. Chúng ta dùng băng anh em nhé. Không phải lo sợ gì hết anh em ạ. Không phải lo sợ gì hết. Đánh cho tem đầy khốt luôn. Cố giả luôn anh em ơi. Tiếp tục ra Saman được ngày em ơi, mạnh mẽ luôn. Thấy cho tên bạn nhấc người luôn.
bóp luôn anh em ạ, không phải gì phải lo, không bóp luôn không phải gì phải lo. Này này, good game, đỡ kiểu gì đây, đỡ kiểu gì đây, bạn mình đỡ kiểu gì để nói mình còn biết nào, xem bạn mình đỡ kiểu gì đây nào, xem bạn mình đỡ kiểu gì, nói mình còn biết nào. Win nha anh em, có tuyệt vời luôn ạ. Đó, ra được cộng 26 vàng em ạ, à 26 cúp. Đánh tiếp anh em. Lý ngày của mình không có vampire như A2, A2 của mình có vampire anh em ạ, trúng được vampire cơ. Anh không có vampire thôi kệ, có phượng hoàng để đánh là tốt rồi anh em ạ. Đó là cái thứ rất là thích rồi anh em ạ, không phải lo. Rồi bây giờ chúng ta tiến tới mục tiêu khác, bây giờ là chịu anh em ơi, tốt hẹn rồi, qua anh em rồi. Bạn này chơi quân gì đây? Rồi, giết nó đi, giết nó đi, giết nó đi, rồi chết mình anh em ơi. Thằng chết kìa, không chết nha anh em ạ. Thua rồi anh em ạ, ván này bạn ấy ra được sờ tùm này. Quân bạn này đẹp quá, thẻ bạn này phải là rất đẹp rồi anh em ạ. Mình đã nhận cái kết là thua nha anh em. Rồi trừ cho hạng 35 ạ, trừ gì đau thế. 35 mà thắng mình cửa cộng có 26 anh em ạ. Sờ tùm thì bạn ấy còn biến hình nữa, không phải thần chết nữa, có cái chơi loạn tận 3 đường mình luôn anh em ạ. Ok, giờ chúng ta chơi lại anh em. Đối thủ của chúng ta này vẫn là cấp 10. Đố con sói anh em ơi. Ô, đối thủ AFK rồi sao các bạn ơi, tuyệt vời luôn kìa. Mình thấy đối thủ như cậu không đánh anh em ạ. Bạn này chắc hạ cúp anh em ạ, hạ cúp hay sao ạ. Xem bạn này như nào đây anh em ơi. Bắn chuyện, bắn chuyện này không bao giờ mới dùng, bao giờ mới là xuyên phá rồi. Ma ghê anh em ơi. Tóm lại ván này bạn này, ván này bạn lại không đánh là quá may cho mình rồi anh em ạ. Tiếp liệu pháo luôn anh em ơi. Win này anh em ơi. Đó, win rồi. Win này là win của ấy anh em ạ, win này không được đẹp. Ok, mình sẽ chơi nốt ván cuối nha anh em nha, để mình kết thúc video ngày hôm nay nha anh em. Video buổi trưa ngày hôm nay mình sẽ đánh bằng ván cuối. Rồi giờ này chúng ta là cấp 9, mình lại 8 non anh em ạ, 8 non á. Được một tí cúp thôi. Mình sẽ ra tiên nữ nha anh em nhé. Này tiên nữ mình cấp 1 anh em thấy chưa, có nghĩa là sự chênh vênh nhau sát thương quá lớn. Này đá mình cấp 8 mà con AD của bạn đấy kia đắt cấp 8 rồi, chứng tỏ là bạn này đánh kinh đấy, kinh cực kỳ anh em ạ. Mang luôn anh em. Mình sẽ ra này anh em, rất phù hợp rồi, phù hợp luôn, quá phù hợp luôn. Rồi chết rồi, mình sẽ bóp luôn anh em, bóp luôn, chết luôn chứ còn cái gì nữa. Mình sẽ ra phượng hoàng anh em. Hai bên đây Saman. Em cứ từ nha. Bạn này chơi rất hay rồi anh em ạ. Chơi rất tỉnh luôn. Chơi rất tỉnh rồi anh em ạ. Bạn này chơi rất tỉnh luôn nhá. Anh em cứ từ từ.
cho pháo đây anh em nhé, pháo ở đây luôn. Mình sẽ nhận sói anh em, nhận sói luôn, nhận sói luôn. Rồi nhưng mà không kịp anh em ạ, vẫn chậm chân rồi. Về anh em nhé, vã một quả luôn. Nào định xem bạn này chống đỡ kiểu nào đây. Nào, dòng chết chưa? Rồi như vậy là mình đã một cuộc chiến và nó rất là hấp dẫn anh em ạ, và phần thắng đã thuộc về mình anh em nhé, với một con hồi bút máu của mình level 1 anh em ạ, với con này của bạn level 4. Mình đã so sánh rất nhiều anh em ạ, đá mình level 8, mình đá bạn ấy level 10 đây, 8. Có nghĩa là một trận đấu phải nói đôi công rất là hay và ý nghĩa. Ok, mình xin dừng clip tại đây anh em nhé. Nếu bạn thấy clip này mình hay cho mình một like, một subscribe, một chia sẻ giúp mình nhé. Ok, hẹn gặp anh em clip tiếp theo. Bye bye.